Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chú anh chị các bạn trong màu nước có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nha, và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Hôm nay buổi chiều theo sự việc cái tour 3 ngày 2 đêm của gia đình của Như cô chú, thì em gửi đến cho cô chú anh chị các bạn những cái bằng chứng để nói về gia đình em Như, và cái video mà em Như mà đã cấm em không cho em quay, nói khi đón ở sân bay đó là anh có quyền gì, anh có hỏi ý em chưa mà anh quay gì đó. Em sẽ đưa ra cái đoạn video đó cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem. Cô chú khách ra rất là đông rồi nha. Mấy đứa nhỏ rất là dễ thương á. Đi bộ đi, nhanh lên. Được. Con ra hả? Phải không? Anh đi đón em phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Cháu cô Hiền phải không? Dạ đúng rồi. Rồi rồi, ok, gia đình mình đâu? Dạ, gia đình mình đây. Còn hai người nữa mà không biết đâu. Ở đâu? Rồi, em cũng làm YouTube luôn hả? Dạ đúng rồi. Ồ dữ ta. Đụng độ rồi, gia đình mình đi nha. Đúng rồi. Anh quay em mà anh không hỏi em gì đó hả? Rồi bây giờ gia đình mình đi nha. Di chuyển. À, đủ chưa em? Nói với em là có quay em không á. Ok. Rồi gia đình mình đủ chưa? Năm hả? Còn hai người nữa hả em? Còn hai người lớn hay nhỏ? Còn người lớn với người nhỏ. Cái đó là mẹ em phải không? À. Rồi, chào con, chào cô. Dạ. Rồi gia đình mình di chuyển nha. Di chuyển ra xe đi. Anh Bình kéo đi. Đi, mình di chuyển. Bây giờ mình đi về khách sạn check in nha, nhận diện khuôn mặt, đặng ngày mai mình đi cấp treo rồi cái mình quay lại mình đi ăn sáng rồi mình đi Safari Vinwonder. Bây giờ mình đi về khách sạn mình đúng làm rồi mình gửi hành lý, mình check in nhận diện khuôn mặt cái đặng ngày mai nó mới được đi cấp treo á, chứ mình tối nay mình đi về khuya lắm rồi nó đâu có nhận diện, không làm hồ sơ được á. Okay. Bởi vậy bây giờ mình đi phải về khách sạn mình gửi hành lý, mình làm thủ tục cái trước. Là em Như một người quay YouTube mà em không thể nào mà em nói năng rất là thô lỗ luôn cô chú. Và em sẽ nói lên cái bằng chứng là xe 7 chỗ, dịch vụ xe 7 chỗ theo hợp đồng của mẹ nuôi em Như đã hợp đồng thỏa thuận đầy đủ xe 7 chỗ. Giờ giấc đi vé máy bay như thế nào em sẽ nói rõ cho cô chú anh chị và các bạn mình biết trong cái video này để nắm rõ tình hình, để hiểu rõ về thật sự bộ mặt giả tạo và của em Như và mẹ em Như nha. Thật sự là rất là dữ tợn luôn cô chú ấy. Theo lịch trình thỏa thuận thì giờ giấc bay thì cũng thỏa thuận là 5:40 và 6:40 bay đó cô chú, qua tới Phú Quốc. Thì mẹ nuôi em Như thì đã đồng ý, thì nãy kia thì em mới dám ấy vé thỏa thuận ăn uống nãy kia đầy đủ, xe 7 chỗ, ăn 3 buổi, vui chơi tất cả các địa điểm đẹp ở Phú Quốc, nên đúng thỏa thuận thì em mới dám nhận cái tour này cô chú, chứ không phải mà tự nhiên mà em đi nhận cái tour này. Cô chú chị các bạn mình thức nghĩ xem,
không có người nào mà không có cái giá cả thỏa thuận mà không hiểu biết gì hết mà đưa qua số tiền 47 triệu mà đi nhà, đi đặt tour đặt gì cho con cháu mình hết. Thật ra mẹ nuôi của bé Như là rất là hiểu rõ, đã xem video của em rất là nhiều nên mới tìm đến em để dùng dịch vụ bên em để cho con cháu của mình trải nghiệm dịch vụ ở Phú Quốc, nên không ngờ bé Như lại một con người như vậy, rất là khó tính, hung hăng và dữ tợn nha cô chú. Bằng chứng thì em sẽ đưa ra nè, mẹ nuôi bé Như là rất là phiền lòng về bé Như là gần tới ngày mà đi du lịch Phú Quốc rồi, tại sao mẹ nuôi bé Như liên lạc không được, nhắn tin không trả lời luôn. Mẹ nuôi bé Như rất là bức xúc, nhắn tin với em và nói cô cho số điện thoại con Như, tới ngày con đón sân bay thì con nói với con Như á là cô rất là buồn nó, gần tới ngày cận kề đi mà cô nhắn tin không có trả lời, không có trả vốn gì hết, con nói rõ cho nó rồi, nó cho nó biết này kia. Em sẽ show ra những cái tin nhắn của mẹ nuôi bé Như và cái lịch, cái bằng chứng mà hợp đồng xe 7 chỗ giá bao nhiêu tiền hợp đồng hết, chứ đừng có nói mà em chèn ép xe 7 chỗ mà đi chở 8-9 người, không có nghe cô chú, nói em ăn chặn ăn thượng tiền bạc này kia. Thật ra thì hợp đồng xe 7 chỗ thì em đi xe 7 chỗ thôi, hợp đồng xe 7 chỗ mà bắt em đi 16 chỗ 19 chỗ thì tiền đâu em đắp vô cô chú đó. Thật ra là cái gì cũng em Như cũng đổ lỗi cho em, biện minh cho mình để cái đúng về mình và cái sai về em hết. Sự thật là không phải như vậy. Cái bằng chứng nào mà em Như nói là em đe dọa, em cầu xin anh Tần gì đó, em cầu xin anh cho gia đình em 15 phút để ăn, em show ra cái bằng chứng đó đi. Em show ra cái bằng chứng đó, sự thật cái video đó, em là người YouTuber làm chuyên nghiệp mà. Em cái những cái lúc đó thì em cũng phải nên quay để nói rõ hơn chứ, tại sao mà em nói em không có video đó, em không có bằng chứng gì đó. Rồi cuối cùng là em tạo ra cái scandal này để em câu view câu like, để em chuộc lại cho bản thân em thôi. Em lấy những đứa trẻ ra nằm lăn lộn, nằm mệt mỏi để lấy lòng thương xót của cô chú trong và ngoài nước để em chuộc lợi cho bản thân mình, em để em hưởng lợi thôi. Chứ thật ra gia đình em anh thấy thật sự là đáng sợ luôn á. Nhưng lúc đầu á đi đón sân bay á, lúc đầu đón sân bay vừa ra là em đã nói phán cho anh một câu là anh quay video anh có xin phép em chưa, là anh thật sự là bất ngờ về con người em luôn á. Một con người mà có, dù sao em cũng có học mà em đi nói rất là sổ sàng. Thêm mẹ em nữa lên thì ra anh đâu có biết là bên lúc chưa qua Phú Quốc thì gia đình em đám tiệc gì, anh đâu chưa có biết mặt mũi gì em luôn mà. Qua tới bên đây thì nói than mệt, đói gì, sao không cho con cháu tôi ăn gì đó. Thì tự gia đình em hiểu, tự gia đình em biết thôi, sao không mua đồ ăn ở bên kia hoặc ở vòng vòng ở sân bay đó cho con cháu mình ăn đi, mà cũng đổ lỗi cho em sai hết tất cả luôn. Rồi chèn ép nói em hăm dọa, em đưa ra bằng chứng. Rồi em cầu xin anh gì đó, 15 phút năn nỉ anh rồi không cho ăn gì đó, em đưa ra bằng chứng hết đi, như anh sẽ có bằng chứng, anh sẽ xin lỗi em với tất cả mọi người, anh sẽ lên video anh sẽ xin lỗi tất cả luôn, còn nếu không thì em phải xin lỗi ngược lại anh đó. Trong cái chương trình này, là trong cái lịch tour này, là mẹ nuôi của em đã muốn cho em đi hết trọn vẹn nên đã mới có lịch trình sắp xếp như thế này để em được chơi được đầy đủ hơn trong combo 3 ngày 2 đêm này, mới có ra cái lịch trình này để cho em tham quan. Ai dè đâu mà em lại con người rất là ngang bướng, nói gì phần phải về mình hết, chưa tới giờ nhận phòng
mà em quyết liệt 7-8 giờ em đòi về nhận phòng, đòi về nghỉ ngơi với mẹ em. Quy định nào là 14 giờ nhận phòng và 12 giờ nhận phòng. Anh đã đưa ra cái booking cho mẹ nuôi em là anh đã khoanh lại hết. Và khi về check-in nhận diện khuôn mặt vào buổi sáng, vào lúc 6 giờ mấy 7 giờ đó, em là lễ tân đã tư vấn cho em hết rồi, mấy giờ nhận phòng, 14 giờ nhận phòng và 12 giờ trưa là trả phòng, và tư vấn cho em là cái lịch trình vui chơi ở Địa Trung Hải có mấy giờ có nhặt nước nè, 9:40 có nhặt nước, và sau 9:40 là có pháo hoa nè. Tư vấn cho em đầy đủ hết mà em cũng chối bỏ luôn. Ở sau lúc mà ở sân bay, cái lúc mà về khách sạn rồi đó, là em nói em không có đánh răng, không có tiểu tiện, sau lúc đó mà em không vào đi ở đó nhà, ở chỗ sân bay, ở chỗ khách sạn lúc nào nó cũng có nhà vệ sinh riêng hết, cái toilet riêng hết, sao em không vào em đi tiểu tiện mà em đi đánh răng súc miệng gì đi, mà em cũng đổ lỗi cho anh là chưa có tiểu tiện, chưa có súc miệng gì hết. Cái đó là em quá chèn ép, quá ép bức anh luôn đó. Lúc mà đi vào cái khu vực safari, đi vào khu vực safari gì đó, là cha mẹ với em rất là la làng, rất là hung dữ luôn. Khi mà ở safari mẹ em la làng thì mọi người ở xung quanh thì cũng đủ hiểu cái tính cách của con người mẹ em với em như thế nào vậy. Anh thì rất là mắc cỡ nên đâu có nói gì, đâu có nhút nhát, mà đâu có nói gì đâu. Đâu có nói gì, phải mà anh nói, mà phải mà anh nói anh cự cãi lại em quay, chắc em đưa lên chắc dữ lắm rồi, chứ không phải tới mà như ngày hôm nay đâu. Như đó, theo đó xong thì anh cũng chiều theo ý của mẹ em, gia đình em, là anh sẽ xuất tiền túi ra để cho gia đình em ăn đó, ăn sáng xong thì gia đình em món tự chọn, muốn ăn gì ăn, mà cũng nói đổ lỗi cho anh là đi qua đây là cho nằm giật nằm giữa. Anh chưa bao giờ mà nói với kêu em đi nằm giỏng, kêu ép buộc em mà ăn chỗ này mà đi nằm giỏng chỗ này hết. Chưa bao giờ anh ép buộc ai hết. Anh có cái quyền gì, có cái tư cách gì mà anh đi đàn áp, chèn ép người khác? Không có bao giờ. Không có cái chuyện mà một cái người du lịch nào, mà cái hướng dẫn viên nào mà đi nói đe dọa, hăm dọa, không cho khách mình ăn hết. Làm như vậy người ta chạy mất dép luôn, ở đâu người ta quay lại dùng cái dịch vụ của mình? Như không bao giờ có. Em nói đủ điều hết. Em nói là nào là đồ ăn ở khách, ở nhà hàng, ở nhà hàng, ở trong khu vui chơi, là nấu gì ai ăn, chỉ có nước ngoài ăn. Nào là em nói là khu vui chơi mở bằng đêm chơi cho nó khỏe thoải mái. Thật ra hàng ngàn hàng triệu người ăn ở đó, ở trong cái khu vui chơi đó, đâu có ai nói phàn nàn gì đâu, mà có mình nên em với gia đình em, mà em chơi lên đủ điều hết. Nào là em nói ở bên Thụy Điển, Thụy Sĩ, nước ngoài đi xe hơi về đây, đi xe hơi mắc mệt, em cũng nói đủ điều. Nào là đi tham quan chỉ có một tí xíu thôi mà em còn chảnh chẹ, em còn nói đi không nổi là do lỗi gia đình em thôi, chứ anh đã sắp xếp vui chơi lịch trình là từ mấy giờ cho đến 7 giờ tối là mình mới về. Còn cái này thì em chơi em đi không nổi thì em về sớm, thì anh cũng theo yêu cầu của em, anh đã đưa em về sớm lúc 3 giờ mấy đó, chứ anh có bắt buộc em mà tới 7 giờ mới về đâu. Như anh chưa bao giờ bắt buộc em tới 7 giờ mới về hết. Em phải nói là con người em với mẹ em rất là chảnh chẹ luôn Như ơi. Anh rất là đáng sợ luôn nha. Anh đã chiều theo ý em rất là nhiều lần rồi. Anh đã, mẹ nuôi của em rất là thương, rất là thương anh. Nói là gán chiều đi con để cho tròn cái tour. Anh đã nghe lời mẹ em, anh chưa bao giờ để hình ảnh, để video gì của em lên. Mà nhưng hôm nay anh sẽ cho mọi người biết cái sự thật, cái tính chất của con người em sau cái những cái lời nói này của anh, để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái con người của em. Nghe Như, ăn uống gì anh cũng chiều cho em hết, mà em còn đổ lỗi cho anh, nói anh ăn chặn ăn thượng, nói anh hút máu này kia. Con người nào làm cũng phải có cái
cái ăn hết chân như cũng phải có cái miếng cơm manh áo, mình phải kiếm tiền mà, mình nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình mà, ai cũng vậy. Như em đó, em có kiếm tiền em nuôi sống con em, nuôi sống bản thân em không? Mà em, anh đâu có ngu mà đi dạy gì mà anh đi đe dọa không cho khách anh ăn để anh đi đạp đổ cái chén cơm của anh đang ăn đâu. Như anh đâu có khùng đâu Như đó. Là sau cái vụ việc đó hả, anh nghe lời mẹ em của em là hỏi em là ăn gì, cái lịch trình là anh đã sắp xếp sẵn là cái ngày thứ hai là em đi cáp treo, buổi trưa là anh ấy pizza hamburger rồi anh đặt bên đó cho em ăn rồi. Mà anh hỏi, anh chiều ý em là anh nói gì, em nói mấy cái đó ăn ngán lắm, ăn hoài à, ăn ngán lắm. Là anh chiều ý em là anh hỏi em ăn gì, em nói ăn gà gán. Là cuối cùng anh cũng đi quần khắp nơi ở khu vực phía An Thới để đến để cho em, gia đình em ăn cái được cái món gà gán đó cho nó ngon luôn cơ. Như anh đến, anh đặt, anh đem đến tận chỗ khách sạn cho em luôn. Còn cái gì nữa, hỏi ai mà có được như anh không, hỏi tất cả coi. Rồi sau cái vụ việc đó em nghỉ ngơi chiều là em nói em đi nhà tù xong rồi em đi Hàm Ninh là để anh, em nói là buổi chiều đó em kêu anh ấy nhà hàng được để đồ ăn vô hộp để buổi chiều đi ăn hải sản, quay video ở Hàm Ninh. Cuối cùng là anh nói để anh điều xe để cho nó rẻ, để thôi chặt chém em. Cuối cùng là xe anh lên đợi em đi nhà tù xong về, rồi xe anh lên đợi em mấy tiếng đồng hồ. Em nói em không đi, em mệt, em không đi. Rồi cái số tiền đó là lỗi do anh nữa hả? Lỗi do em hoàn toàn luôn. Lỗi do em hoàn toàn luôn mà em không có bao giờ biết chối cãi, không bao giờ biết sửa lỗi luôn Như ơi. Cái ngày đó xe anh đợi, anh cũng đang là người ở đó luôn, mà anh nói để tí nữa ấy đi thì anh đi theo. Rồi cái em còn nói ủa anh đi theo tôi làm gì, anh đi theo làm gì, ủa xe của anh, bên đoàn của anh đi theo anh hướng dẫn, hoặc anh đi theo anh về nhà anh chứ, xe của anh đi theo anh có quyền đi theo chứ xe của anh đưa lên đây anh đi theo xe, rồi không lẽ xe anh đi rồi anh ở đây rồi anh lội bộ gì hả? Con người em ngang ngược quá vậy. Cái phần đó em kêu xe anh quay về là anh còn chưa nói gì, anh đã nói như vậy thì em phải chia tiền ra. Một cái em nói em chỉ chịu 100.000 thôi, 100.000 thì của em lớn quá, như quá trời lớn luôn đó. Rồi anh nói không được, chia ra em 200, anh 300. Cuối cùng thì em cũng chịu là chấm dứt cái chuyện đó. Là cuối cùng quay qua ăn, là em kêu anh hồi lúc buổi chiều vô họp, bây giờ em kêu anh kêu nhà hàng bày ra bàn để cho em ăn. Cuối cùng là bày ra bàn rồi đó, em coi anh là như một cái công cụ, một cái con lật đật gì đó, muốn lật giờ nào là lật. Kêu anh vô họp anh cũng phải điện nhà hàng để vô họp, kêu anh bày ấy, bây giờ không đi Hàm Ninh nữa, kêu xe anh về, kêu anh bên nhà hàng bên đây để đồ ăn ra. Thì anh cũng điện anh nói với em anh chưa không có một cái tiếng nói gì ở khu vực này chứ, đối với em đối với anh kêu anh làm cái gì anh cũng làm theo chiều ý em, đặng cho vừa lòng chứ, mà em còn bóc phốt đủ điều chứ. Sau sự việc này thì em sẽ gõ cái bộ mặt thật của em ra. Như rồi qua cái ngày thứ hai, qua cái ngày thứ ba là anh dặn dò đủ điều, anh nhắn tin cho bé Ngọc đầy đủ hết. Là qua ngày thứ ba là đi tour cano ba đảo đó, là ăn sáng xong là mình ấy, là mình sắp xếp mình đi đó, là khoảng 9:20 mình đi, rồi mình ăn trưa trên đảo đó, rồi đến 13:50 khoảng 14 giờ là mình ấy sắp xếp hành lý xong là mình ra sân bay tiễn em, là xong tròn nhiệm vụ đó. Như mà cuối cùng sáng lại em điện anh nói ủa 12 giờ trả phòng hả, 12 giờ trả phòng sao không biết, rồi sao sắp xếp kịp. Là cuối cùng nói sao sắp xếp kịp, ủa cái lịch trình của người ta, cái giờ giấc nhận phòng trả phòng thì em cũng phải biết chứ, em cũng phải biết là em phải gửi hành lý ở lễ tân này kia để em đi cano về, xong chiều em sắp xếp hành lý đặng em ra sân bay chứ, phải đâu mà em không biết. Đã nhiều lần anh đã nói 14 giờ nhận phòng, 12 giờ chưa trả phòng, bên lễ tân cũng tư vấn vậy mà sao em không biết, mà em cứ chối cãi đôi co rất là nhiều lần luôn, quá trời bức xúc luôn cô chú. Thật sự là em Như này quá trời dữ dằn. Rồi sau đây em sẽ gửi đến những cái
gửi đến những cái video mà cái lúc mà em đón bé Như nha, những cái bằng chứng của xe 7 chỗ em đưa lên, những cái mà bằng chứng mà mẹ nuôi bé Như bức xúc về bé Như, và những cái lịch trình mà em đã đưa cho bé Ngọc đầy đủ hết luôn cô chú. Cái lịch trình tour ba đảo nè, lịch trình tham quan VinWonder nè, Safari thì lúc đầu bỏ rồi, Safari vô nói mệt rồi đi không nổi là em đưa đi ăn, là lúc đó bỏ rồi thì em không có đưa lịch trình, em đưa lịch VinWonder thôi đó, rồi lịch VinWonder, lịch tour ba đảo này kia em đưa hết rồi đó, rồi này kia. Bây giờ em kính mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi sự việc về những video ngày đầu em đón bé Như nha.